Quý vị khán giả thân mến, trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc lựa chọn một môi trường học chất lượng có bằng cấp giá trị quốc tế đang là xu hướng của đông đảo các bậc phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên Việt Nam. Và đất nước Singapore cũng đang là một trong những sự lựa chọn đầu tiên khi các bạn sinh viên có ý định đi du học. Đặc biệt là các bạn còn quan tâm rất nhiều đến vấn đề là muốn đi học Anh văn ngắn hạn và chương trình thạc sĩ tại đây. Chương trình Hành trang du học ngày hôm nay sẽ cùng trò chuyện với các vị khách mời để cùng chia sẻ với các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên những thông tin về du học Singapore qua buổi trao đổi với các chuyên viên tư vấn du học Singapore của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và xin được giới thiệu sự hiện diện của chị Trần Mỹ Kim, chị Nguyễn Thị Hồng Liên, chị Lâm Thanh Trúc và chị Lâm Nhi Sa. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Ngọc Châu muốn dành cho chị Lâm Nhi Sa, đó là nhu cầu về tiếng Anh đối với nhiều người đang là nhân viên tại các công ty nước ngoài, cơ quan có những đối tác nước ngoài và các doanh nghiệp, đó là một điều bắt buộc và cần thiết trong công việc. Hay đơn giản hơn, đó cũng là một cái nhu cầu cần thiết cho một bạn trẻ nào đó đang có cái nhu cầu là nâng cao trình độ, chuẩn bị kiến thức cho nghề nghiệp tương lai của mình. Vì vậy mà việc đi du học tiếng Anh cũng đang là một lựa chọn của đông đảo các bạn trẻ. Và theo như Ngọc Châu được biết rằng là Singapore cũng là một trong những cái điểm đến thật sự hot mà được nhiều người quan tâm bởi những cái ưu điểm mà các cái khóa học tại đây đã mang lại. Như vậy thì theo như chị Sa thì chị có thể cho biết là những cái lý do nào đã khiến cho đất nước Singapore lại thu hút được nhiều người du học Anh văn như vậy ạ? Singapore là một đất nước rất phát triển ở châu Á và tiếng Anh thì được sử dụng chính ở đây. Nên là khi học mà Anh văn tại Singapore thì ngoài cái là các bạn được thực hành ở trên lớp thì các bạn còn được thực hành ngay chính cái đời sống hiện tại của mình. Và một số lý do nữa mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn, đó là các bạn khi học tại Singapore thì các bạn nhận được sự đào tạo từ các trường đại học uy tín ở Singapore với sự liên kết và cấp bằng của các nước như là Anh, Úc, Mỹ. Và cái sĩ số lớp học ở đây thì là rất thấp nên là các bạn có thể là có cơ hội là học tập tốt hơn. Các chương trình học thì được xếp lớp phù hợp với cái khả năng của sinh viên, chi phí thì hợp lý. Và một điều quan trọng nữa mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn, đó là khi mà học xong chương trình Anh văn thì các bạn có thể là apply vào các chương trình như là cao đẳng hay là đại học. Và đối với những cái bạn mà đi có ý định đi du học Mỹ chẳng hạn, thì sau khi đi học mà từ Singapore trở về thì nó cũng là một phần góp cho cái bộ hồ sơ của bạn là đẹp hơn. Nó chứng minh được rằng là cái ý định đi du học của bạn là thực sự và cái mục đích đi du học của bạn là rõ ràng.